quý vị và các bạn đến với chương trình Ngôi sao đường phố. Ngoài những bộ môn thể thao mang đậm tính đường phố mà chúng tôi đã giới thiệu với các bạn trong suốt thời gian qua, thì cũng có những bộ môn mang đậm tính nghệ sĩ như những bước nhảy mê hoặc của Flashmob hay nhóm nhảy cover nổi tiếng ST319. Và ngày hôm nay, hãy cùng đến với một bộ môn cũng thú vị không kém, với những ngôn ngữ hình thể vô cùng đẹp mắt và mạnh mẽ, đó chính là Zumba. Zumba trong tiếng lóng của người Colombia có nghĩa là tiếng vo ve của những chú ong, là di chuyển thật nhanh. Nếu các bài tập thể dục cổ điển gồm những động tác đơn lẻ thì Zumba lại kéo mọi người đến lại gần với nhau hơn bởi những động tác nắm tay, thực hiện những cú nhảy hay là cú lắc hông. Hay là những động tác kết hợp với tiếng vỗ tay khiến cho không khí buổi học thêm rộn rã. Zumba lan chóng nhanh chóng đến Mỹ và các châu lục khác, đã thay đổi cuộc sống, suy nghĩ và lối sống của hàng triệu người trên khắp thế giới. Một khiêu vũ sôi động này được tạo nên trên nền nhạc Latin. Những động tác đơn giản nhưng gợi cảm khiến cho người tham gia có cảm giác như đang đắm chìm trong những lễ hội của vùng Nam Mỹ trong khi tập luyện. Chào mừng các bạn đến với chương trình Ngôi sao đường phố. My name is Yuri. Tôi là Yuri, tôi là huấn luyện viên chuyên nghiệp bộ môn Zumba. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến các bạn về Zumba và sự ra đời của nó. Zumba tình cờ được sáng lập nên bởi một huấn luyện viên dạy nhảy người Colombia tên là Beto Perez. Lúc đầu anh ấy dạy aerobic và trong một ngày đến lớp, Perez quên cuộn băng dạy nhảy của mình ở nhà. Thay vì dạy aerobic trên nền nhạc cũ thì anh ấy đã dùng những điệu nhảy salsa và merengue. Khi anh ấy dạy thì mọi người chợt nhận ra rằng họ đều rất thích thú với những bước nhảy phức tạp của salsa và merengue. Và kể từ đó, mọi người theo học càng ngày càng đông và bộ môn Zumba đã ra đời. Khó có thể nói Zumba du nhập vào Việt Nam từ khi nào, nhưng khi đến với Zumba, mọi người đều tỏ ra khá hứng thú với những động tác nhảy đầy sôi động của nó. Có không ít những trung tâm trên cả nước đón nhận những học viên đến theo học, bởi lẽ nó thực sự tốt cho sức khỏe của mọi người. Đây là môn khiêu vũ thể hình dành cho mọi người. Với bộ môn này, người tham gia tập luyện sẽ có cánh tay, vòng eo, đôi chân thon thả. Một lớp Zumba kéo dài trong khoảng 1 giờ với âm nhạc được tạo nên từ 4 thể loại Latin được ưa chuộng, đó là salsa, merengue, cumbia, reggaeton. Ngoài ra còn có những điệu nhảy như flamenco, rumba, calypso và mambo. Sức quyến rũ của vũ điệu này đã tạo nên sự trải nghiệm độc đáo trong lúc tập luyện. Về cơ bản thì Zumba là bộ môn kết hợp rất nhiều điệu nhảy. Tôi không biết có biết bao nhiêu loại điệu nhảy được kết hợp trong đó, nhưng Zumba đã đơn giản hóa nó đi và bất kỳ ai cũng có thể nhảy nó. Không cần phải lo sợ điều gì cả, chỉ cần đến lớp, nghe nhạc và như một bản năng, bạn có thể chuyển động theo. Zumba có nhiều chương trình khác nhau. Có chương trình dành cho các em còn rất nhỏ đến các thiếu niên. Zumba cơ bản cho người lớn và Zumba cho mọi lứa tuổi. Tôi thì dạy chương trình Zumba cho người lớn. Rất nhiều người đã tham gia, tôi có một lớp học và ngay cả mẹ tôi và con gái tôi cũng tham gia lớp này. Zumba được sinh ra để dành cho mọi tầng lớp và mọi lứa tuổi. Nhiều thành viên là những người trẻ tuổi, trung niên, thậm chí là những người cao tuổi. Với những động tác vận động nhẹ nhàng cho đến những động tác đầy mạnh mẽ và phức tạp, người tham gia hoàn toàn có thể luyện tập từ khó đến dễ. Chính vì thế mà Zumba hoàn toàn phù hợp cho mọi người. Tôi học Zumba vì nó khá năng động. Mẹ tôi đã tập và thấy nó hoàn toàn phù hợp với tôi, vậy nên tôi đã tham gia. Khi đến đây tôi thấy rất thoải mái với những động tác nhảy của Zumba. Nó giúp tôi bớt cảm thấy căng thẳng sau giờ học. Những động tác nhảy của Zumba cứ như những bài vận động thể dục vậy. Tôi thấy rất hứng thú với chúng. Trong lớp học của tôi thì đã có những thay đổi rất lớn. Có rất nhiều người ở những độ tuổi khác nhau trong lớp học. Các mức độ học hỏi cũng khác nhau. Một số người không biết đến nhảy trước khi đến đây, còn một số người thì lại làm rất tốt. Và dĩ nhiên, điều đầu tiên quan trọng là bước khởi động làm nóng. Sau đó phải bắt đầu chậm, dần dần, nhanh hơn rồi đến khó hơn. Và cuối cùng họ làm được và bắt kịp mọi thứ. Đến với Zumba, mọi người đều hết sức yên tâm với những động tác nhảy đầy mạnh mẽ nhưng không kém phần nghệ thuật. Tham gia lớp học, bạn sẽ được hướng dẫn tỉ mỉ những động tác từ dễ cho đến khó. Và điều quan trọng nhất là phải có những động tác khởi động trước mỗi buổi tập để làm nóng cho cơ thể. Và bao giờ cũng vậy, với mỗi thành viên của câu lạc bộ Zumba thì những điệu nhảy đầu tiên sẽ là những động tác rất đơn giản, sau đó là những động tác khó dần. Mỗi khi tham gia buổi học, mọi người sẽ có chung cảm giác quên đi mệt mỏi và căng thẳng trong một ngày làm việc. Say mình trong những điệu nhạc, bạn sẽ có cảm giác như đang có mặt trong những lễ hội nhộn nhịp. Mọi người cùng vui và cảm nhận được không khí hội hè trong những buổi tập. Bạn sẽ được học cách lắc hông, lắc người và thực hiện những động tác xoay người điêu luyện.
Vậy với những người tham gia tập luyện, có điều gì khó khăn với họ? Một điều khá thú vị là có những bạn học sinh cảm thấy thân hình của mình không hấp dẫn và họ thiếu tự tin, không dám di chuyển nhiều theo điệu nhạc. Và lời khuyên của tôi là các bạn nên tập thêm các bài thể dục để có thân hình đẹp hơn nữa. Ban đầu họ nghĩ rằng khiêu vũ rất đơn giản, nhưng thực chất nó không đơn giản như vậy. Tuy nhiên là họ đều thích nhảy, đều thích âm nhạc và đó là điều quan trọng. Với tôi khi dạy nhảy, quan trọng là bạn nên có thật nhiều kinh nghiệm để biến Zumba dễ dàng hơn cho các học viên của bạn. Một điều nữa là phải có giáo án tốt để có thể phù hợp cho mọi lứa tuổi của các thành viên trong lớp, giúp họ dễ hiểu nhất khi tập luyện Zumba. Nhiều khi những động tác nhảy cũng khiến cho họ thấy hưng phấn và có những động tác sai, khi đó họ có thể bị một vài chấn thương nhẹ. Tôi đã từng bị chấn thương ở đầu gối. Thực sự là khá đau và tôi đã phải nghỉ gần 1 tuần rưỡi vì tôi đã không khởi động kỹ trước khi tập. Tuy nhiên tôi đã quay lại tập khá nhanh vì tôi rất thích bộ môn này. Những người bạn ở đây cũng giúp đỡ tôi rất nhiều. Chính vì vậy mà tôi tin chắc rằng mình sẽ không để điều đó xảy ra với mình một lần nữa. Tôi chưa bao giờ bị chấn thương trong quá trình tập luyện Zumba, chỉ thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi và khi đó tôi dừng lại nghỉ một chút, uống một ngụm nước rồi lại tiếp tục. Và nếu có bị chấn thương thì tôi cũng biết làm thế nào để sơ cứu. Bạn chỉ cần băng bó, sau đó thử cử động lại và tiếp tục nhảy. Do đó, trước khi học, bạn nên khởi động thật kỹ để làm nóng cơ thể, tránh xảy ra những chấn thương không đáng có. Với Zumba, rất ít người tham gia tập luyện gặp phải những chấn thương, bởi họ luôn được hướng dẫn tỉ mỉ và vận động kỹ càng trước mỗi buổi tập. Đây cũng là loại hình khiêu vũ thể thao tạo ra những không khí lễ hội cho người tập. Nhờ thế bạn sẽ quên đi mình đang tập luyện, thay vào đó là một cảm giác thư giãn, giảm căng thẳng và đốt cháy nhiều calo. Với những động tác nhảy liên tục khiến cho người tham gia phải di chuyển rất nhiều trong suốt buổi tập, điều đó giúp cho họ đốt cháy đi lượng mỡ thừa trong cơ thể cũng như có được thân hình săn chắc. Một lợi thế khác của môn học này là người tập không cần phải nhớ hết những động tác nhảy phức tạp và không cần có bạn nhảy. Chính vì thế mà Zumba luôn tạo ra một không khí lễ hội trong lớp học. Người nhảy có thể nhảy theo những điệu nhảy của huấn luyện viên và cũng chẳng phải có những động tác cầu kỳ phức tạp để kết hợp với bạn nhảy. Có thể nói, Zumba được tạo ra là để mọi người cùng tham gia và cùng hòa nhịp. Tôi chọn Zumba vì nó thú vị và tốt cho sức khỏe của tôi. Tôi đã từng chơi tennis nhưng sau đó tôi không thể chơi được nữa do gặp phải chấn thương. Và Zumba là sự lựa chọn tuyệt vời sau đó của tôi. Sau khi tham gia lớp học, tôi tự thấy sức khỏe của mình khá hơn rất nhiều. Tôi có thêm nhiều bạn tốt và cảm thấy hòa đồng với tất cả mọi người ở đây. Zumba luôn giúp tôi quên đi những mệt mỏi trong cuộc sống. Nó cũng giúp cho thân hình tôi gọn gàng hơn nhiều. Zumba thực sự rất tốt với tôi. Khi tập những động tác mạnh mẽ trên nền nhạc sôi động, chúng luôn khiến tôi cảm thấy thoải mái và hứng khởi. Tôi nhảy ở nhà, ở lớp học và ở mọi nơi có thể. Tôi nghĩ Zumba giúp tôi thấy khỏe mạnh hơn, năng động và hữu ích hơn trong việc tập ở trường của tôi. Nó còn giúp tôi trao đổi với bạn bè và nhiều người bạn của tôi còn muốn tôi dạy cho họ về Zumba. Với rất nhiều lợi ích mà nó mang lại, thì Zumba ngày càng có nhiều hơn nữa những học viên cùng đến đây để tập luyện. Nhưng chưa có nhiều địa điểm để các bạn có thể tham gia, hay giá thành của chúng không hề nhỏ. Và ở Hà Nội hiện nay, có một vài trung tâm có thể mang đến cho bạn bộ môn thú vị như Zumba, đó là Apsara. Khi đến với Zumba, người chơi có thể có được sự trải nghiệm ngẫu hứng như đang ở trong lễ hội của người dân Nam Mỹ, với những động tác nhảy đầy thú vị và mỗi buổi tập như là lễ hội thực sự. Tin chắc rằng đây sẽ là một môn thể thao khiêu vũ được nhiều người yêu thích mà không chỉ là các bạn trẻ. Tôi hy vọng rằng sau chương trình này các bạn sẽ hiểu hơn về Zumba và một ngày nào đó các bạn sẽ đến tham gia cùng với chúng tôi. Zumba không chỉ tốt cho sức khỏe của bạn, nó còn mang lại cho bạn những người bạn tốt, sự nhạy bén, sức khỏe và vẻ đẹp. Zumba không chỉ là một môn khiêu vũ thể thao, nó còn đến với nhiều người bởi những động tác đẹp mắt và đầy nghệ thuật. Có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng đã đưa Zumba vào phần biểu diễn của mình và chúng đã giúp cho những bài hát của họ trở nên rộn rã và hào hứng hơn, khiến cho khán giả như đang đắm chìm trong lễ hội sôi động của người dân Nam Mỹ vậy. Và để cảm nhận hơn nữa về những động tác ấn tượng và sôi động của nó, chúng ta cùng đến với đoạn clip sau đây. Turn it up right now.
okay, that was good. But I want to see everybody get into a little freestyle. So on the count of three, let's get into it. Ready? One, two, three, let's go. Freestyle, 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 freestyle. Let's go. Right hand in the air, left hand in the air. Everybody in the air, let's go. In the air, right hand in the air. Dancing stop, but we're gonna make it a little bit different. You guys ready? Follow me. Dance, dance, stop. Dance, 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 stop. Dance, stop, dance, stop, dance, dance, stop. Tick tock, tick tock. Dance, 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 dance. All right, here we go again. About to get into the freestyle section one more time. You guys ready? On the count of three. One, two. One, two, three. Let's go. Freestyle, 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 freestyle. Let's go. 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 Trải qua 15 phút của chương trình, chúng ta đã cùng tìm hiểu về Zumba, một bộ môn với những điệu nhảy đầy cảm xúc. Zumba thu hút người tham gia bởi họ có thể thể hiện bản thân mình qua những ngôn ngữ hình thể đẹp mắt trên nền nhạc Latin lãng mạn. Vậy còn chờ gì nữa? Hãy cùng đến với Zumba và trải nghiệm sự thú vị của nó. Các bạn cũng đừng quên đồng hành cùng chương trình Ngôi sao đường phố để tiếp tục theo dõi những bộ môn thú vị tiếp theo mà chúng tôi sẽ gửi tới các bạn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại!